Tiệc cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lộ rõ sự sang trọng, dân tình lại chuẩn bị ăn cưới online. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang tất bật chuẩn bị cho tiệc cưới thứ hai diễn ra tại Hà Nội. Ngày 11 tháng 11 vừa qua, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã thực hiện lễ ăn hỏi, lễ thành hôn và đã tiệc cưới tại nhà trai ở sân vận động Hồng Minh, tỉnh Thái Bình. Trong ngày 26 tháng 11 sắp tới, cặp vợ chồng son sẽ tiếp tục mời khách đằng nhà gái ở Hà Nội. Mới đây, thiệp cưới của cả hai đã được hé lộ bởi một cầu thủ nổi tiếng. Thiệp cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lộ rõ sự sang trọng, tinh tế. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã bắt đầu gửi thiệp cưới tới các vị khách mời. Cụ thể, cầu thủ Philip Nguyễn đã đăng tải ảnh tiệp cưới nhận được từ đoàn văn hậu và cho biết chúng tôi cảm ơn bạn và chúng tôi rất mong chờ đến ngày đó. Trong khung hình trên, dễ dàng nhận thấy đoàn văn hậu và Doãn Hải My đã lựa chọn màu trắng làm tông màu chủ đạo cho tiệp cưới. Bên cạnh việc trang trí tỉ mỉ cho tiệp cưới, cả hai còn vạch rõ thời gian diễn ra tiệc cưới cũng như thời gian khách mời xác nhận tham gia ngày vui để cặp đôi có thể chuẩn bị cẩn thận, chu đáo nhất. Trước đó, tại tiệc cưới ở Thái Bình, nhiều cầu thủ đã đến chung vui với đoàn văn hậu và Doãn Hải My. Với đoàn văn hậu và Doãn Hải My, dàn cầu thủ vui vẻ hát karaoke và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới vợ chồng đoàn văn hậu. Netizen hồi hộp chờ được ăn cưới đoàn văn hậu và Doãn Hải My tại Hà Nội. Trong ngày 11 tháng 11, cư dân mạng đã được chứng kiến cặp vợ chồng son thực hiện tận nghi lễ ở hai bên gia đình cho đến cùng nhau đãi tiệc cưới cho khách mời ở nhà trai. Từ hình ảnh, động thái của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều nhanh chóng được dân tình cập nhật, bàn tán ở khắp các diễn đàn lớn nhỏ. Vào tiệc cưới sắp tới, nhiều khán giả đều đang hào hứng chờ ăn cưới trực tuyến trong ngày vui của cặp đôi đình đám. Vợ chồng Đoàn Văn Hậu lựa chọn áo dài tông màu trắng để thực hiện nghi lễ trong lễ ăn hỏi. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My diện áo dài đỏ rực, nở nụ cười đầy hạnh phúc trước khi cùng nhau về dinh xuyên suốt quá trình diễn ra các buổi lễ trong ngày trọng đại đoàn văn hậu đều nắm chặt tay doãn hải my không rời mối tình đẹp của đoàn văn hậu và doãn hải my đã truyền năng lượng tích cực tới đông đảo khán giả trẻ tuổi